Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều tối qua tại thành phố Vinh, hội thao ngành đường bộ Việt Nam lần thứ 14 năm 2024 đã chính thức bế mạc. Với các môn thi đấu bao gồm bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền hơi và kéo co. Hội thao năm nay có 23 đoàn và 675 vận động viên đến từ 12 đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và 11 đơn vị khách mời tham gia bao gồm các sở giao thông vận tải Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kiên Giang, các ban quản lý dự án 6, ban quản lý dự án 85, ban quản lý dự án đường sắt và văn phòng báo giao thông Bắc miền Trung. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 36 bộ huy chương các loại cho các đơn vị và các vận động viên. Hội thao ngành đường bộ Việt Nam là một trong các hoạt động chào mừng ngày truyền thống ngành giao thông vận tải 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2024.